Những trường hợp mà cần phải chườm đầu gối, ví dụ như là trong trường hợp mà đầu gối bị thoái hóa hay là bị do co nghẽn mạch khiến tổn thương khớp gối, thì chúng ta cần phải, ngoài việc chườm gan, chườm thận, thì chúng ta cần phải chườm thêm đầu gối. Thì quý vị nhìn cái cách chườm đầu gối như sau. Chúng ta sẽ đặt cái cặp khăn, cặp đá cho vào khăn đa năng, và nó sẽ nằm gọn đầu gối trên đầu gối như thế kia, và hai cục đá sẽ ở hai bên, nó sẽ dẫn lưu nhiệt để giúp cho đả thông bế tắc ở khu vực đầu gối tốt hơn. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.